Ủa? Ủa có con trai hả? Em mới mọc. Ủa đâu rồi? À lấy giùm con trai bé. Nó là mình mới đi hái về với bạn kiếm năng trực nghiệm. Hái thấy kiếm năng trực nghiệm hả? Bạn này xuống cái giò ra đây. Ngồi gì mà chiếu cái giò. Ê, có 1 phút kìa. Có 2 phút kìa hả? Hả? Cho bà nội ra tay đi. Có 2 phút kìa. Mình xuống đây nè. Con trai gãy. Con trai gãy kìa. Ờ. Mắc cũng mắc với 2 ký 50 ngàn. Mới mua cháy cháy ô môi dạng thử mấy đứa nhỏ nó thấy nhiều người quay quá hôm nay mình sẽ ăn thử coi nó làm sao thử chưa có mùi có mùi kỳ hả sao cháy sao cháy vậy nhăn mặt kỳ vậy mới thử ở ngoài mà sao biết vậy cái đó cháy nó gãy nghe mũi trong này con mang dép đi đặng dép ai bây lấy giùm em tao dép đi con lấy đại đi đại đi trời 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 ơi để cho nó đẹp vậy đó suy ra mắt không? Sáu trái mà nó nhẹ. Sáu trái nhẹ. Mình thấy nó đẳng lấy nó kìa. Ừ. Chơi mồi. Bữa đây. Trứng. Rồi con ăn thử không? Không. Không ăn đi. Không. Không ăn. Ngon lắm á. Không ăn không ăn hả? Nhìn thấy cái trái này nó xấu quá không chịu ăn cái gì mà. Coi mặt nó mắc cười không? Bị đen đen nè. Con có gì? Cái hai bên. Cái ô môi. Gặp hai bên. Nè con cầm đi. Cầm cho mẹ quay coi nè bạn chứ ô môi nè các bạn nói đi chứ bạn cái gì chứ bạn cái gì chứ ô môi bạn ơi cái môi nè bạn ơi cái môi nè trời ơi dễ thương ở cái môi thì cái môi thì cái môi dạ chứ cái môi vô đánh lộn đi ôi chu 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 chờ bà gọt xong rồi ăn nha cái trái này hồi nhỏ là cô tôi có ăn rồi mà không phải nhỏ nữa cũng hơi lớn lớn rồi đó thì cái mùi này của tôi biết mà hồi đó mẹ còn nhỏ là bà ngoại lâu lâu bắt mua về ăn mừng lắm nha hồi đó bị đâu có gì ăn cái mùi lão ăn cái mùi gì ta giống mùi gì mùi bánh kẹo gì không không ừ. Sao gớt hết chân vậy chưa gì chân gớt hết tại vì chặt nó gớt hết rồi chặt hai bên chắc nhầm cái khúc rồi bà chặt nhiều quá ha đây con thử miếng anh thử miếng đây thành quả đây ngon mắt ăn thử không 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 anh này nhả cái xương ra mà cái hộp này không biết mình có nói mà cái hộp con nhớ là ta ăn cái trái gì ăn cái bánh gì cái gì đó nó có cái hộp là ăn ngon lắm ngon quá bơ nó tiêu lâu à. Nó cũng mềm cái hộp cứ nhắc các bạn đá vậy dạ còn dơ hết đưa chị rồi mấy ủa không ma rảnh đâu mà mình để cái tay á để cái tôi miếng nè ngon không tôi miếng kéo cho miếng cho mẹ miếng nghe thử đi ăn một miếng da một cái hổng ha rồi đó ăn nó lấy cái hổng nó đánh đũa chụp hai bữa ngọt hết thế không được rồi ở dành ở đây mấy đứa con đòi ăn thì phải ăn hết nghe ngon không? Ngon quá các bạn. Cái gì vậy? Trời ơi nhai luôn cái miếng trọng hay gì. Cái mồi. Cái này con. Cái mồi. Ngon không? Núp núp thôi con, đừng có như cắn nha các con. Núp 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 ngọt ngọt á. Thấy người ta bẻ qua bẻ lại. Đó, nãy nào bẻ qua bẻ lại mà nó lấy cái xương nó ra. Ừ. Nói đi. Ngon không? Ba. Bốn dần để tới để lui á cuối à miếng không không chơi miếng là mất được gì đâu nè đó chê nãy có ông Mỹ ăn ngó nhà nãy nó thằng chê lấy hộp ra giùm luôn coi à ừ có
Kẹo sô-cô-la. Kẹo sô-cô-la. Kẹo sô-cô-la. Con cầm con nói nha. Kẹo sô-cô-la. Nhưng mà đen. Màu đen mới nó giống kẹo sô-cô-la. Đơn kẹo sô-cô-la vậy? Kẹo sô-cô-la phải không? Có kẹo sô-cô-la nè. Không hả? Không. Ừ, ok rồi. Mẹ ăn đi. Lâu rồi không có ăn. Biết bao lâu rồi, mấy chục năm mà. Tới tay rồi. Gì vậy? Sao xuống giờ hả? Dịnh da mà. Sao da? Dịnh da, dịnh da. Nãy giờ ăn gì vậy? Nói gì vậy? Coi đó kìa. Thiên kế à. Ngồi hồi mỗi giờ để cho lên vậy. Ngon mà. Xì cô la kìa. Xì cô la kìa. Đây cho mẹ miếng. Miếng gì không biết ăn sao. Xì cô la nè. Nghe hả? Xì cô la. Còn nghe họ biếng mà gà. Anh đi gỡ cho em miếng với em đi. Đưa mấy cầm tay khó gỡ quá. Thôi. Thôi hả? Gói cho anh Bi đi. Gói cho cho mẹ ăn sô-cô-la đi. Mẹ ăn sô-cô-la đi. Không, dạ. Chồng đi các bạn. Chồng. Ăn chị vô hết rồi kìa. Ăn chị chạy hết rồi. Nó ăn thử gì cái nó thổi hết rồi. Thôi mình tạm biệt các bạn đi. Rồi các bạn ăn không? Bạn ăn không? Cho bạn nè. Mấy mắt nó mấy rồi. Cho bà nè. Cho bà nè cơ bà. Ăn đi bà. Mẹ hộp nè. Mẹ hộp nè. Sô-cô-la hả? Sô-cô-la. Sô-cô-la ngon không? Sô-cô-la. Ăn bơi. Ăn nào. Có hả? Mì nó ngồi gỡ hộp kìa. Mì nó ngồi gỡ hộp gỡ nút kìa. Thôi chào tạm biệt các bạn nghe. Chào các đi, bạn, chào các bạn đi. Chào bạn chào đi. Mấy, mấy. Bye bye. Bye các bạn. Mấy. Bye các bạn. Bye bạn. Ghê quá. Ẹo quá lé, đừng lé nữa. Ê, ê lé hoài ghê vậy. Thôi thôi gớm mà gớm. Thôi bye bye tạm biệt các bạn nghe. Đăng ký kênh ủng hộ mẹ mình nha. Nè nói đi. Nói đi. Ủng hộ mẹ nha. Dạ. Không nói thôi. Không nói thôi. Bye bye. Mình tắt mình ăn đây. Ngon bà ngoại. Cũng được. Ngon thì không ngon. Dở là ăn thì cũng được. Ăn đỡ cũng được hả? Bê với bé Ti chạy à? Ừ. Nó còn ta quay khuyên cái đó rồi hả? Ừ. Nó không biết ăn trái này sao. Ừ. Trái mà nó bé bữa nào nó mua không? Về cho ăn thử. Lâu thấy không? Cũng phải lâu lâu có bán. Ừ. Còn 5 trái. Ừ. Nhiều dữ. Này nãy có bị ướt mưa không á? Không. Đâu biết. Ủa nãy có khoai không? Có. Ai đem vô á?